Hi, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Lóc của Hải, kênh tin tức cộng đồng Binance Việt Nam. Trong video này mình sẽ cập nhật một số tin tức đáng chú ý ngày 12 tháng 3 liên quan đến Binance. Đầu tiên thì trên trang Twitter của Binance đã liên tục cập nhật rất nhiều những dòng trạng thái yêu cầu những người tiên phong hãy khố một phần số bi của các bạn lại để tận dụng tối đa phần thưởng khai thác mới. Tiếp theo thì các bạn vào ứng dụng Binance thì Binance cũng sẽ yêu cầu các bạn thiết lập tỷ lệ khố. Các bạn nhấp vào commit, nó sẽ hiện ra như thế này. Và mình sẽ dịch ra cho các bạn hiểu nha, bằng cách nhấn vào cam kết khố, cấu hình khố của bạn sẽ ngay lập tức trở nên ràng buộc và không thể nào hạ xuống được nữa. Trước khi chuyển sang mainnet của bạn, bạn không thể rút số dư bi được chỉ định để khố cho đến khi hết thời hạn khố. Chỉ cấu hình khố đã cam kết mới có thể bắt đầu nhận được phần thưởng khố để tăng tốc độ khai thác của bạn, có hiệu lực từ ngày 14 tháng 3 năm 2022. Có nghĩa là khi bạn khố, bạn sẽ không thể nào rút được số bi bạn đang khố cho đến khi hết thời hạn. Ví dụ bạn khố 1 năm thì 1 năm sau bạn mới có thể rút được số bi này. Còn phần thưởng khố thì các bạn sẽ nhận được liền nha. Nó sẽ nhận trong các phiên khai thác tiếp theo của các bạn. Sau khi đọc xong thì các bạn nhấp vào commit lock cup. Rồi khi nhấp vào thì nó sẽ khố thành công nha các bạn. Và nó sẽ không hiện ra cấu hình khố nữa. Và các bạn cũng không thể nào thay đổi nó được nữa. Rồi và thông tin tiếp theo đó là cửa hàng nông sản Việt B-Marketstar đã có những công đoạn hoàn tất cuối cùng để chuẩn bị cho lễ khai trương của mình vào ngày 14 tháng 3 nha anh em. Rồi kế tiếp đó là những anh em nào mà bị trừ số bi tím là không phải bị trừ đâu nha, mà là do ngày 1 tháng 3 Binance đã áp dụng cơ chế khai thác mới và có bị lỗi cho nên nó sẽ hiện số bi nó tăng theo tốc độ khai thác cũ nha các bạn. Và Bitcoin đã có những điều chỉnh đúng về tốc độ khai thác mới nha các bạn, chứ không phải là các bạn bị trừ bi đâu nha. Và tin kế tiếp đó là quản trị viên của trang Binance Exchange đã công bố những hình ảnh về kho hàng đồ công nghệ của mình, là những sản phẩm như là TV, điện thoại iPhone, điện thoại Galaxy. Trị giá của kho hàng này lên đến 10 tỷ đồng Việt Nam nha các bạn. Và tất nhiên là họ cũng sẽ chấp nhận thanh toán bằng Bi nha. Rồi như vậy là chỉ còn vài ngày nữa thôi là đến ngày 14 tháng 3 rồi, ngày mà Binance sẽ bước sang một giai đoạn mới, một tốc độ khai thác mới. Và chúng ta hãy cùng chờ đón những món quà bất ngờ từ Bitcoin nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài chia sẻ của mình. Các bạn có thể nhấn nút đăng ký và quả chuông bên cạnh để cập nhật những tin tức mới nhất về Binance. Xin chào và hẹn gặp lại.